chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Và sau đây là màn test thang máy của anh em mình. Đúng, mọi người biết hôm nay anh em mình làm cái gì đấy. Hôm nay anh em mình quyết định đi tránh nắng mọi người ạ. Đây là khu resort, khu nghỉ dưỡng siêu mát, khu nghỉ dưỡng hai hàng vải. Anh em mình sẽ quyết định làm một cái nhà trên cây để tránh nắng nha mọi người nhá. Anh em mình quyết định ra đây làm một quả lều để cai thầu cái vườn vải này mọi người nhá. Tức là sẽ chiếm cái địa bàn này để sau này vải nó ra ấy, anh em mình sẽ có một ngôi nhà mơ ước đấy. Đấy, lôi vải giờ... lôi vải anh ạ, tao cắt rơi đi, cắt rơi đi, em cắt rơi nhé. Nhưng mà trước hết anh em mình phải làm quả lều này đã mọi người ạ. Thật chắc chắn mọi người hiểu được cái ý của mình không? Mình sẽ răng một cây như này này, một cây sang đây, một sang kia này, một cây lại từ đấy sang bên này này, ba cây nhá. Xong bắt đầu lại răng chéo rồi, răng chéo với nhau và răng chéo đấy, làm sao để tạo được một cái mặt nó chắc chắn đấy, như cái cây này rất là chắc nhá. Ba cây vào rồi những cái cây sau nó sẽ rất là chắc đấy. Một cây chung lại nên chẳng nên non đấy. Mày là nhảy gì đó, cắt. Ok. Nhanh buộc chóc vào đây nhé, con gấu này đang tu luyện ở trên lại xuống dưới đấy. Mình mà làm quả nhà này thì khả năng phải tầm chục thằng bao đệ không bị, không thể rơi được. Mày giữ được không? Có. Ây dạ. Ây dạ, muốn giữ đó. Đó là nặng đấy. Đó, để từ từ. Có xem là cân chưa đã? Có rồi. Cân kéo và đằng hỏa. Cân mấu. Buộc bằng cái dây này nó sẽ chắc hơn dây thép, thế nên là mình sẽ sử dụng dây thay cho dây thép. Anh em phải buộc cố định đây thì nó phải bị chắc hẳn luôn anh nhỉ. Buộc cái này là chắc hẳn. Nếu mà mục mọt thì vỗ mồm đấy. Cái tôi đấy. Mát nhờ, hai cái hàng vải này mát nhờ anh ạ. Ra ngoài kia, thành cốc sấy khô luôn. Ngoài rất nắng nha mọi người nhá. Siêu nắng. Tiếng. Ây xa. Mấy. Đấy, chà. Đấy, mọi người đã thấy được ý định của mình chưa? Quả này to nhỉ anh nhỉ? Đấy. Anh lâu đài luôn đấy. Tí nữa sẽ gác, tiếp tục gác một cây nữa từ đây sang đây. Một cây nữa từ đây sang đây. Một cây nữa từ đây sang đây. Và sẽ tạo ra một cái khung ở giữa. Và anh em mình sẽ có thể làm đặt cái trọng lên đấy, hoặc là có thể làm một cái gọi là nền nhà, xong bắt đầu mới vươn lên tầm cao mới. Phải, anh ơi. Buộc. Xong làm cầu thang dần, nấc dần. Xong rồi, quá đỉnh nhất là ở trên kia vật vải anh. Trời. Mày thích không? Tao làm cho mày quả thang máy luôn. Làm sao làm được? Ở đây có điện đâu. Không, không cần điện, là thang máy chạy bằng động cơ tay. Anh lôi đấy á? Đấy, tao mua, mày chỉ cần dưới này. Chỉ cần mình sẽ chuẩn bị ba cái dòng dọc. Đấy, đúng cành kia đẹp nhá. Thế này, mày chỉ kiểu việc ngồi vào rổ thôi.
Tao sẽ làm phiêu nhỉ. Mình sẽ làm một cái cầu thang đi lên và một cái thang máy đi xuống. Đi đâu thì đi. Bây giờ là phải vượt chắc á. Ui, lỏng ghê đấy. Để là anh buộc đi nghe. Cắt rơi đi. Tấm này là vừa anh nhỉ. Xem cái đoạn kia nó to ra nhiều không. Đẩn dịch sang đây tí. Về bên đấy. Thế để cho đoạn này. À không. Cho cây nó nghiêng được cả phiều. Cây nó hơi thiếu. Bây giờ phải cho cái đầu gốc sang bên này này. Nó cân nhau. Anh cũng khỏe hơn nhỉ. Mình được cái làm kỹ sư. Chưa bao giờ đi xây một ngôi nhà nào, toàn xây cho nhà chúng mình rồi. Mọi người biết mình đã từng xây bao nhiêu ngôi nhà được không? Tính sơ sơ chục cái. Tự xây. Ừ, cả em nữa. Ờ, anh em mình xây. Bằng tốt nghiệp thì không dùng. Đâu cái anh chưa buộc cơ. Rồi, chính đã buộc nhỉ. Mọi người thấy sức chắc chắn chưa? Đấy. Ây da. Ây da. Anh biết anh giống con gì không? Hả? Anh biết anh giống con gì không? Con đi. Đi rồi. Rồi sao? Mình phải kiểm tra lại các cây xem không là sao là vỡ mồm nhá mọi người nhá. Giống con cô ly và con kỳ nhông ấy. Đấy. Đi đã. Đấy. Phải kiểm tra lại các cây. Ui, chắc đi. Chứ. Đấy. Giống cô ly. Đấy. Cây này mày có. Mày cho em không đi được thế nhỉ? Cây này có cái khả năng hơi yếu nhất này. Thì em thương à, quá. À không yếu đâu. Ui, thoải mái. Tí nữa mình phải còn phải chống ở dưới nữa chứ không không để em không để kia nữa. Em không đu được như anh đâu. Mày thì đu là được. Đây này. Tí nữa sẽ chống như thế này nếu mà muốn chắc cú. Chống mỗi cây một cái cọc vào đây. Đóng một phát xuống buộc. Không phải à, không phải buộc, đóng một phát là cứng đơ luôn. Đấy. Bây giờ sẽ tạo khuôn cho nó đã. Đấy. Thử test đã nhá. Mình chặt cây xong. Có đủ tủ dây cho anh để em chặt thêm. Từ từ. Tao định hình lại cái khuôn viên của cái ngôi nhà này đã. Nhìn hoành tráng phết rồi đấy. Đấy. Đây sẽ là một nơi nghỉ mát lý tưởng mọi người nhá. Cho đầu to đường dưới cho anh. Rồi đang áng mà. Một phần phía chắc. Ây da. Ấy. Thấy chưa? Mỏi hết cả tay. Chỗ kia đặt. Quá là hợp lý luôn. Ok. Ui nhưng rồi. Mà năm nay em chưa thấy con pizza nào nhỉ. Rồi. Cắt rơi đây. Cắt rơi đây. Thấy chưa mọi người thấy bập bồng chưa? Ủa, lần sau chập đâu em? Không chập được, chập thế nào được. Làm bây giờ nhá, đưa tao rơi. Rơi. À không, bây giờ đưa con dao đây để tao đánh dấu. Mình sẽ đánh dấu lại những cái chỗ này để cắt bỏ những cái phần thừa của nó đi ấy. Chắc em vừa vứt ở đây đâu ấy nhỉ? Đẹp. Cái kia trên cây kìa. Đó, trên cây kìa. Đánh dấu lại những chỗ nào kia để đo. Phải làm cho nó thật là tuyệt vời, đẹp chứ không để thừa thế này. Đây nha. Một chỗ này này. Cắt máu. Chặt gì đấy à?
đánh dấu thôi, cứa một cái để đánh dấu thôi. Đấy, đánh dấu nó lại thôi, chỗ này cũng thế này, đánh dấu đo nó lại ấy. Mây cắt đủ dây chưa? Đủ rồi. Từ từ nhá. Thoải mái luôn anh ơi. Phải làm thật chắc chắn, tí nữa còn đóng mình còn đóng cọc ở đoạn này này để cho nó sẽ đỡ bập bồng ấy. Hay là để bập bồng cho thích. Thôi, thích nó, mình cứ phải làm. Mình là làm cái gì ấy, riêng xây dựng mà nó sập ấy thì chết. Thế nên là này. Làm phải thật chắc chắn. Một tay trước. Thôi thì vất vả đấy chứ không phải là đùa đâu. Cần lấy gì nữa không? Em lấy luôn. Từ từ. Bây giờ hạ xuống bây giờ mà. Đánh dấu thôi. Đó. Nào bây giờ lại cho xuống. À. À mày lấy cái gì đỡ cái trống này đi. Đỡ đâu? Đấy, cầm lấy. Cho xuống giờ mà. Cho xuống để còn cắt cây nhỉ. Ừ, giữ im, tao xuống giờ. Rồi, xuống đi. Ai da. Đấy. Nặng quá. Ôi. Nào, bỏ ra. Ôi da. Đấy. Ai da. Đấy, bây giờ cắt cây nhá, chặt cây. Không được, cái cây này yếu này. Thay cái cây khác đi. Cây này luôn. Thì cây này nhá. Vâng. Nói chung là được cái phần bộ khung rồi nhé mọi người nhé. Bây giờ sau khi đo đạc tính toán cụ thể thì mình đã tạo được cái bộ khung. Bây giờ cho trọng lên đấy. Cho trọng lên á. Điểm tiền. Từ từ nhá, cho trọng lên thì bây giờ tí nữa muốn chắc cú ấy. Lúc nãy mình đo ấy thì đo vừa khéo nhích ra rồi. Nhưng mà muốn chắc cú ấy, đóng đinh 10 vào đây. Đóng đinh 10 để cho nó chắc hẳn. Nhưng mà tí nữa bây giờ phải kê cái chõng này lên đã. Nào. Cả đóng hai bên cho nó đỡ. Mày đẩn được cái đít này lên đây không? Em đẩn được một đầu thôi. Đẩn ngoắc vào chân anh này. Đấy. Rồi từ từ nhá. Ấy sợ. Thôi có khi. Xong em nâng cái bên này đây à? Nào. Nâng lên đi. Ui. Nâng được không anh? Nhẹ mà. Từ từ. Mắc chân. Không cẩn thận là vêu mồm đấy. Rồi nào giữ nha. Rồi. Giữ nha. Ây da. Hỏng mất. Hỏng cái gì? Mày chả lo cho tao, mình lo hỏng. Nào đây. Rồi tránh ra sập đầu. Tu. Mọi tính toán đều hơi bị sai lệch một chút. Thế thiếu mất một tí, cái cây kia nó phải vào trong này thì à ok được thôi nhưng mà em chạy nó khác cơ. Được thôi, đưa tao cái dao. Đây vậy nào, mỏi quá thì mình phải chế kiểu mình. Ôi. Nhỉ nào đi nhá. Ừ. Sao anh phá chóng? Tí đây. Làm sao để cho nó thật hợp lý mày hiểu không? Thế hiểu không? Để chân nó được mà. Đấy. Khá là ok nhá. Tưng tực tưng tực tưng tực căng 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 t
Ok, để em cắt thêm dây nhé. Tí nữa sau khi anh em mình buộc thế này là khá chắc rồi nhá, nhưng mà phải thêm đinh nữa. Buộc có như dài như thế không hay là ngắn hơn ấy? Hả? Dài ấy. Thế nào đâu nhỉ? À, ngắn hơn tí. Đấy, buộc đoạn này lại. Buộc bốn đầu níu vào. Đấy anh ơi. Căng cực. Rồi. À đưa con dao đây, ta phải làm cho nó chắc chắn. Rồi. Nhà chứ không phải là lều. Mau đại ca là bên kỹ sư. À đâu? Giống như kiểu là đóng gạch, xếp gạch ấy. Còn mau đây là chuyên uốn sắt uốn thép. À. Tao bên thượng cả kiêm kỹ sư à. Mình là phụ hồ kiêm kỹ sư kiêm thợ cả kiêm phụ hồ là em này, kiêm chủ nhà kiêm kiêm cái gì đấy nhỉ, cái gì mình cũng kham được hết. Phụ hồ là em này. Đấy. Chỗ này buộc bốn cái đầu này lại là mình sẽ có một cái gọi là sơ sơ về một cái bản thiết kế đã gọi là hoàn thành cách sơ sơ. Anh lần nhanh hơn anh ngồi ở trên này đâu quái. À, em ở dưới này em đứng ngồi. À, mày biết cái gì? Thôi anh cứ thấy được thì nó ngã gặp bẹp vào này. Đau lưng thế gì? Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái độ chắc chắn của cái móng nhà. Luôn. Móng nhà của anh em mình nhá. Rồi. Ừ. Nhìn đâu. Ông trời tạo ra địa chấn. Và cái đầu anh là điểm nhấn. Nhìn anh mình biểu diễn kỹ thuật thăng bằng. Lên nào. Anh đi cái quả giống. Đấy, thấy chưa? Giống con cu li như lúc nãy à? Không, mọi người thấy được cái độ chắc chắn của nó chưa? Đây. Ui. Đây, thấy nhá. Ui. Mình chỉ sợ cái chõng này nó yếu thôi chứ. Đây, cái độ chắc chắn của nó đấy. Đấy. Đây là chiếc móng nhà của anh em mình nhá. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thiết kế thêm một cái nữa gọi là cầu thang máy à? Cầu thang máy cho mau đệ đệ sử dụng. Mới cắt bỏ mấy cái dây này đi. Hai cục kim. Đó, kim kia, dây kia. Đó nhá. Từ từ xem cái dây nào dài nhất. Nhưng mà phải đến được điểm đấy nhá. Nó dám nổi lên. Đấy. Tăng từ đây. À, ta sẽ buộc cái mình một cái cây. Buộc sang bên đây. Xong kéo phát qua cái ô thoáng này. Đấy, cửa nhà sẽ ở đây. Nó sẽ cao tầm này. Thang máy sẽ ở đây. Hợp lý không mọi người? Hả? Cắt, cái gì phải cẩn thận cắt dây trước đi, để tao đi lấy, tao lấy mổ cây vào đây. Đưa tao một cái dây xanh nữa nhanh lên. Rồi. Anh mua cẩn thận mà đấy. Ok em yêu này. Này. Em chịu được tận hưởng thành quả này. Ây ôi, đau lưng thế. Cẩn thận rơi thì trên đấy rơi chứ không nhé. Hôm nay làm công trình này khá là vất vả, mỏi đau hết cả lưng rồi mọi người. Ây dạ. Mọi người đã hiểu được cái thiết kế, bản thiết kế về thang máy này của mình chưa? Anh níu cẩn thận là níu ở cả bên trong dòng dọc à. Được rồi, sẽ có một cái dây chạy qua dòng dọc thứ nhất, chạy lên dòng dọc thứ hai, chạy xuống dòng dọc thứ ba để cho nó giảm cái tải trọng xuống. Đấy. Đấy, mọi người nhìn rõ này. Giảm cái tải trọng đi, xong mình ngồi kia mình sẽ có thể dùng một cái gì đấy kéo một phát mau đệ có thể bật một phát lên đến nhà luôn. Đấy. Kiểu nó là sẽ là như thế, thiết kế thì như vậy nhưng mà chưa biết được đằng nào mà lần. Không biết là có chuẩn chỉ được không đấy. Nói chung là cứ phải thử mới biết. Thấy luôn vào cái mấu à. Mày không biết cái gì. Bố mày không tuột được. Nó mà tuột thì em chết tội.
con sắp đến mùa vải rồi, cố gắng làm xong cái nhà này để trông vải. Trông vải. Rồi, ok. Giờ lấy cái dây, mày đưa tạm cái dây chạc kia ra tao xem nào. Đây. À, đau lưng quá. Nóng, mỏi. Sắp tối rồi. Rồi, đây nhá, sẽ như thế này. Đấy, luôn qua đây. Đấy, hai dòng dọc. Ủa đấy. Thấy chưa, thấy độ nhạy chưa? Hơi gần nhỉ? Quá gần. Nó sẽ mất đi cái sự đấy của cái này. Nó liệng mất rồi. Nó liệng mất rồi, đâu từ từ nhá. Mày thử kéo cái dưới xem nào, để tao thiết kế lại cái trên. Chỉ cần hai cái thôi anh ơi. Này, thử hai cái đi nhá, ba cái được thì nó nhẹ hơn nhỉ. Nào, kéo đi xem nào. Nào. Ôi anh mà kéo bay em lên là chết em. Được. Các khả năng chỉ cần một cái thôi mọi người ạ. Cái này nếu mà muốn được nữa ấy, thì phải níu nó sang bên này nữa. Từ từ, tao phải thiết kế lại. Quả thang máy thần kỳ. À, hai cái thôi, được rồi. Ok. Ok. Làm luôn đi anh ơi. Đấy, đưa okay. Tao cái dây dài. Đây để em xuống em lấy dây dài nhé. Nào, chuẩn bị sẵn sàng chưa? À, từ đã đông chim. Chết rồi. Và sau đây là màn test thang máy của anh em mình. Ôi, 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 ôi. Không, đây nhá, phải có một cái cây ấy, mày ngồi đấy nhá, xong rồi tao nhảy xuống đây, đấy, kéo vẫn mày lên. Rồi, nói chung là thang máy này đang có một chút thô sơ về vấn đề kỹ thuật. Ngày mai anh em mình sẽ thiết kế lại, nó sẽ có chỗ để ngồi này, và một cái nữa gọi là một cơ chế tự động kéo. Động cái gì, anh ơi, anh cứ, ơi. Đấy, thôi. Bây giờ tiếp tục công việc. Nhưng mà đói quá. Bây giờ anh em mình phải khánh thành cái móng nhà này đã. Đây rồi, chén. Chén đi, chén cái gì? Đến đây muốn cái gì có cái đấy nhỉ? Nhưng mà em không sang được đường bên này. Thôi em đi xuống sang bên kia. Đấy, mày không tin tưởng anh mày à? Không, em chả tin tưởng. Không tin tưởng. Trời, quá yêu đuối. Quá sột xịt. Thiết kế được quả thang máy như này. Không phải ghê mà thứ nhất là cái dây này nó hơi bé này. Thứ hai nữa là chưa có rổ để cho Mao Đệ ngồi này. Mai nữa. Bây giờ anh em mình chén chén. Ôi, nói chung là vất vả gần như một ngày. Xin mời mọi người ạ. Một buổi chiều. Bây giờ anh em mình sẽ kiếm món gì để ăn. Mày thích ăn gì? Hay bây giờ chẳng ở đây chẳng có gì thì hay lấy vải xuống cho muối đi. Vải nhỏ ấy, chu chu ăn ngon mà. Đang thèm đồ nướng. Anh đây thì anh bảo là dặn nha nhé. Đây, dặn này. Đây, mày mở mắt ra cái thấy luôn nhá. 1, 2, 3. Ôi cha. Ui. Ui cha. Cái vịt, anh muốn bảo ấy. Nói chung là hôm nay vất vả nhiều rồi. Thế nên là phải tự thưởng thức cho bản thân. Mọi người ạ, chiêu mọi người tí thôi. Đây. Trời. Trời. Vịt ngon nhờ. Ui, nước. Ngọt lắm. Tự thưởng thức cho bản thân. À, tự gì nhỉ? Thưởng. Ngọt lắm. Ui, ngấy lắm. Cái nước này ngấy bổ sư nó ngọt cái gì. Đấy. Bỏ cái xin que này đi. Thôi. Mừng cái móng nhà nhá mọi người nhá. Đây. Nào. Rô. 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 Mời tất cả mọi người nhé.
xong cái móng nhà. Nói thật ra để mà hoàn thành được nó thì vất vả quá. À, tối quá mất rồi. Ui, anh chơi giàu ra đây. Tối quá mất, thế nên là anh em mình phải tạm dừng lại khi xong được cái móng mọi người ạ. Em xẹo một bên đùi. Mệt, mình đau lưng nữa chứ. Mỏi mỏi. Đây, cho mọi người thưởng thức cùng với chiếc nhà. Nào, mày xéo lên. Ngon chưa? Xéo đấy. Ui, chảy nước. Ui, biết nói chứ. Ui, ui. Wow. Đói làm từ trưa đến giờ. Đói ui, quá. Trời trời ơi. Ngon chưa? Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Ăn vịt của anh em mình nha. Ăn vịt theo phong cách cái bàn. Ngày xưa xem phim trưởng thấy người ta ăn vịt áo ướp, áo ướp lắm ấy. Bây giờ mới được thử ăn đó. Nói chung là lớn lên mới thực hiện được cái áo ướp của thời trẻ con. Đó là ăn như thế này. Ngon rồi. Khánh thành quả quả móng. Mọi người cho mình xin chút ý kiến là làm sẽ làm ngôi nhà này theo kiểu gì. Mình thì bản thiết kế trong đầu mình nghĩ sẽ làm một cái cầu thang chạy trượt. Ba. Ba đi đâu đây? Ba. Vâng. Đấy. Làm một đi. Cái cầu thang chạy trượt lên đây. Đấy, một cái thang máy ở đây. Và bốn vách sẽ xung quanh nơi cao tầm như thế này để anh em mình có thể trèo lên đây đấy. Còn ý kiến mọi người muốn mình làm như thế nào thì cứ comment ở dưới nhá. Mình sẽ làm theo ý kiến của người mà gọi là có ý kiến hay nhất. Anh em mình sẽ sáng tạo cơ. Làm thì lúc đi lên còn đỡ ghê. Wow. Ui trời, đây đúng ý mình luôn nhá. Mọi người nhìn này, ông nướng vịt này hiểu ý mình. Vịt quay Bắc Kinh à? Đỏ rồi. Ui, vẫn còn đỏ này. Mình thích ăn kiểu này lắm. Ý, máu chảy đỏ. Kiểu nó tái á. Nhưng thích ăn nhất là trong cái gân này. Có mấy cái cục vàng vàng gối á, gân gối á. Quá ngon. À, đúng ý mình nhá. Này, mình nhìn nào. Đây. Mọi người phải nhìn xem vịt nướng nó phải hồng hồng thế này này. Cho em miếng. Phải không? Cho em miếng. Này. Miếng nhỏ nhỏ ăn vừa mồm ấy. Đấy. Ngon chưa? Quá tuyệt vời luôn ha. Thưởng thức. Ôi, ngon đi. Thưởng thức lè đi đã. Xong nếu mà tí nữa còn thời gian anh em mình sẽ tiếp tục chiến đấu với ngôi nhà này. Nếu mà không còn thời gian thì khả năng anh em mình sẽ phải nghỉ sớm. Mỏi quá. Đợi ý kiến mọi người. Xem mọi người thích anh em mình thiết kế như thế nào. Mỏi quá. Ngon anh nhỉ? À, đau lưng quá. Ui, thật sự là đau lưng thật. Gì đấy? Đừng mà sâu. Ăn thảm mà. Đau quá. Mày lưỡi em cho mày ấy. Anh em cho mày ấy. Đau quá. Nằm ngon nhỉ. Mình làm khá là nhiều ngôi nhà rồi. Kỹ sư chưa được bao giờ được ai thuê làm nhà cả. Thế nên tự mình đi làm. Ăn cái đoạn hông này. Bao giờ em chỉ thích ăn cái đoạn hông này. Sau quả nhà trên cây này mình sẽ thiết kế một quả nhà đặc biệt. Trên không có rồi này. Bụi rậm có rồi này. Dưới nước có rồi này. Nhà giấy có rồi này. Nhà trên mái có rồi này. Bây chưa có mỗi cái nhà dưới lòng đất thôi. Mọi người cứ đợi mà xem sẽ có. Không, bây giờ anh em mình phải làm ao bể bơi dưới đất đấy. À, bể bơi dưới đất á? Làm trước cái nhà rơm luôn. Không, anh em mình phải làm bể bơi nổi. Làm cọc mà, em làm.
thôi. Đóng cọc gì? Đóng cọc buộc buộc cái bạt lên bốn góc của cây này, bốn cây này, xong rồi làm bể bơi ơi, cho mình bơi. À. Quả đấy mới đỉnh cao. Thế thì đúng rồi. Mai mình sẽ làm một cái đường băng ở đây. Này, để chiều ý kiến bao đệ không? Anh em mình nhảy một phát từ trên cây xuống. Không, ta sẽ làm một cái đường băng ở đây, mày hiểu không? Sẽ đóng đóng cái bạt đấy, chạy dài xong rồi thả nước sụt sệt tầm này thôi. Ta sẽ lại lấy dòng dọc này kéo cho mình lướt ván tiếp. Đấy, được đấy. Trên đường rất cao. Đấy. Đỉnh cao. Đau lưỡi đó. Đây. Ăn ăn thì ăn như cái bang này. Cho em miếng rồi. Cả miếng. Đang ăn thì đỉnh chấm. Ăn xong rồi. Mạng hết nước rồi. Anh chỉ ở tối rồi đấy còn. Ôi, mệt quá. Nói chung hôm nay vừa mệt vừa ăn no xong là buồn ngủ. Nhưng mà vẫn phải đi đi chặt cây với chặt đồ để hoàn thiện nốt ngôi nhà này. Nhưng mà mình vẫn sẽ để cái này lại. Và mọi người có thể cho anh em mình ý kiến là sẽ làm như thế nào nhá. Mình sẽ làm theo ý kiến mọi người. Còn clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây này. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like. Bye bye các bạn nhé. Một đăng ký kênh nhá. Đáng nghĩa là làm xong đấy, nhưng mà mệt quá, vừa làm xong được đúng cái móng. Với lại phần thiết kế thô sơ của chiếc thang máy. Và nhớ mình có đặt link ở dưới mô tả những cái đồ vật anh em mình hay dùng và những cái đồ vật gia dụng. Mọi người muốn mua cái gì thì nhớ ủng hộ anh em mình ở dưới mô tả và comment nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamatibi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamatibi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn thiện cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nha. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 898688, mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamatibi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.